thực hiện kế hoạch số 01 KHBCD ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội, kế hoạch số 218 KHBCD ngày 5 tháng 5 năm 2021 của Ban chỉ đạo 197 quận Bắc Từ Liêm về tăng cường đôn đốc kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Trong tháng 6 năm 2021, Ban chỉ đạo 197 các phường đã tổ chức 150 lượt gia quân tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn. Qua đó, đã lập biên bản xử lý 89 trường hợp với số tiền là 15.750.000 đồng vi phạm về trật tự đô thị, 51 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền là 62 triệu đồng. Giải tỏa, duy trì chống tái vi phạm đối với 9 lượt chợ cóc, tháo dỡ 8 bục vệ cầu dẫn, 78 lều lán, 404 biển quảng cáo, 871 quảng cáo giao vặt, tạm giữ 77 ô bạt tre, 150 chiếc bàn ghế, 176 đồ vật khác, nhắc nhở 248 trường hợp bán hàng rong trên hè phố. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tuyên truyền 780 lượt qua loa truyền thanh, 840 lượt qua loa gắn trên xe tuần tra về công tác bảo đảm giao thông, trật tự văn minh đô thị và công tác phòng chống dịch, yêu cầu 250 chủ hộ kinh doanh ký cam kết không vi phạm, tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của các tập thể, cá nhân vi phạm, nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị của người dân.